Xin chào các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình dùng lại các cái băng hình cũ về xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ở nơi đây thì có một cái dự án trồng rừng vừa mới nhận được 30.000 đô la để họ tiếp tục cái hoạt động trồng rừng này. Năm ngoái thì mình có đến đây và có một ngày đi trồng rừng cùng với các chị phụ nữ ở đây. Mời các bạn cùng với mình nhớ lại cái ngày hôm đó nha. Ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp và thật sự thì cũng là một cái ngày rất là thích hợp để đi trồng rừng, và cũng rất là may mắn cho tụi mình vì nắng đẹp thì lát nữa chụp hình rất là dễ đó. Đường đi lên cái chỗ mà trồng rừng, khoảng 3 hecta rừng cộng đồng ở trên cái đồi này thì nó hơi khó đi. Các chị phải rất là giỏi và cứng tay đó, mình chả chắc té rồi. Mình thì đi bộ cùng với một số chị em đây. Đến một cái đoạn đường nữa đó thì xe máy không thể đi được nữa, thì các chị cũng phải xuống và gùi cái cây giống lên ha. Cái đoạn đường mà đi bộ cuối cùng thì nó khoảng 500-700 mét, nhưng mà mình rất là thích thú vì đi trong thiên nhiên xanh rờn như vậy thì đi bao nhiêu mình cũng đi được hết á. Bóp nó chặt vào, bóp nó trước khi mình bóc ấy, thì bóp nó chặt vào để cho nó khỏi bị vỡ. Mà cái cây khi mà trồng ấy thì tuyệt đối là cố gắng không để nó vỡ bầu là sẽ dễ chết cây ấy. Thì mình bóp thật chặt vào để cho nó cố định đã, sau đó thì mới xé bầu ra để mà trồng cây xuống ạ. Thì khi mà mình trồng cây đấy thì cố gắng là cái mình đã giặt đất ra rồi, thì cái đất ở hai bên ấy mà hôm trước em hướng dẫn các chị trồng đào hố ấy là cái đất mặt ấy các chị để sang hai bên ấy, còn cái đất phần đáy là để xuống phần dưới của triền dốc rồi, thì cái đất mặt trên mặt còn ấy thì các chị là lấp thêm vào cái gốc này để sao mà cái đất nó lấp lên qua cái phần mặt của cái bầu này khoảng tầm 5-10 cm. Và mình không đắp bằng hố nhá, nghĩa là vẫn phải để cái độ võng, độ trúng của cái hố đấy, để khi mà mưa thì nước nó sẽ dồn vào đó để cho cây có cái nước cái hố nó ẩm ấy. Thì đấy là cái mà khi mà mình trồng ấy. Và cái nữa đó là cái bầu này, thì khi trồng xong ấy, cái bầu vào cái túi này ấy, thì các chị gom hết vào cho em, mình gom hết vào bỏ vào túi và đem xuống đây, mình khi mà xong thì mình sẽ tập kết dưới đây và sẽ đem xuống dưới để mà mình xử lý sau, không để lại bầu vỏ bầu này và cái túi này ở trên túi ni lông này trên rừng. Khu rừng hiện tại để hỗ trợ chị em phụ nữ chi hội bản thín xã Xuân Nha là khu rừng cộng đồng của bản, nhưng mà năm 2017 có một vài hộ dân họ phát đi cái khu rừng này, phát đi khoảng 3 ha rừng này, xong từ đấy thì bên Ban Nature có ý định để hỗ trợ chị em phụ nữ ở bản thín này là trồng rừng phục hồi. Từ ý tưởng đó thì Ban Nature đã có lên kế hoạch là hỗ trợ tập huấn cho chị em phụ nữ ở xã Xuân Nha là thu hái quả nhân giống sau gần hơn một năm thu hái. Hôm nay là được bắt đầu là cây đã đủ độ tuổi để mang ra rừng để trồng. Bản Thín là bản trung tâm nhưng cũng là bản nghèo nhất của xã Xuân Nha. Người dân ở đây gồm có 4 dân tộc là Thái, Mường, Dao và người Kinh. Trong đó thì đa số là người Thái, chiếm đến hơn 90%. Cái diện tích rừng mà mình trồng hôm nay thì nó là 3 hecta rừng thuộc cái rừng cộng đồng của bản. Cái ngày mà mình trồng rừng hôm nay là sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020 ha các bạn. Từ khi mà có ý định thực hiện cái dự án trồng rừng phục hồi này thì tổ chức Pan Nature là trung tâm con người và thiên nhiên ở Việt Nam đã họp lấy ý kiến của người dân ở đây về việc là nên trồng cái cây gì cho rừng cộng đồng của họ. Thì người dân trong làng đã thống nhất là chọn các cái loại cây rừng bản địa
nhưng mà đa mục đích, có nghĩa là nó vừa là cây rừng nhưng mà mình có thể thu hoạch lá quả để có thêm nguồn thu nhập. Hôm nay người ta trồng các loại cây, đó là cây xạ đen, cây vối, cây trám và cây dổi. Trong 7 năm đầu tiên thì cây xạ đen sẽ là cây cho thu nhập chính, với tổng khối lượng cành lá mà mình thu được trên 1 hecta là khoảng 500 kg, và giá thị trường là vào khoảng 10.000 đồng một ký. Ở nhà chị là trồng cái gì? Dạ, vườn nhà thì là trồng cây gì? À, trồng cây quầy, cây ngắn. Xoài nữa hả? Vâng. Xoài nhỉ? Xoài nhãn, các cây, nít cây, các thứ nữa. À, thế có không trồng ngô, trồng lúa hả? Có. À. Trồng ngô, trồng sắn. Ừ. Cũng trong thời gian 7 năm đầu tiên này thì vối cũng cho thu hoạch cành lá, nhưng mà cái lá vối thì chủ yếu để người ta nấu uống trà trong gia đình thôi. Từ năm thứ 8 tới năm thứ 10 thì cây trám sẽ cho quả, và khối lượng quả của 1 hecta trên 1 năm ước tính là 480 kg trên 1 hecta, và giá thị trường là 15.000 đồng một ký. Năm thứ 10 thì cây dổi sẽ cho hạt, và cái hạt dổi này là một cái loại gia vị rất là đặc trưng của miền Tây Bắc Việt Nam. Khối lượng hạt của 1 hecta trên năm thì ước tính là khoảng 260 kg, và giá thị trường của 1 ký hạt dổi các bạn biết bao nhiêu tiền không? 800.000 đồng lận đó. Do là các cây này nó sinh sống ở những cái tầng cao, tầng thấp khác nhau, cho nên là từ năm thứ 10 trở đi thì chỉ còn hai loại cây là trám và dổi sẽ cho nguồn thu, vì đó là những cây nằm ở trên tầng cao ha. Các bạn nhìn thấy các chị trồng rừng rất là có kinh nghiệm và không có mệt mỏi gì hết, thì các bạn cũng biết là các chị bình thường là làm việc ở trong nhà rất là khỏe và là người lao động chủ lực ở trong nhà. Thì họ cũng chính là những người đã ươm khoảng 1.000 cây giống để mà mình trồng ngày hôm nay, và ươm bằng cái hạt. Và cái hạt này có bằng cách là các chị vào trong rừng các chị nhặt. Thì từ cái thành công của cái dự án 3 hecta ban đầu là để phục hồi cái rừng cộng đồng ở bản Xuân Nha, thì Plant Nature họ đã lên ý tưởng để phục hồi tất cả là 630 hecta rừng tự nhiên ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Và mới đây thì họ đã nộp cái đề cương dự án của mình lên cho chỗ Hiệp hội Bảo tồn Ngoại cảnh Châu Âu và được vào vòng cuối. Vào vòng cuối thì có dự án của các cái đất nước khác nữa, đó là từ Mexico, từ Indonesia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ecuador, tính luôn cả dự án của Việt Nam là 6 dự án. Và quy định của ban tổ chức là dự án nào mà được nhiều cái lá phiếu từ cộng đồng nhất sẽ là dự án chiến thắng. Dĩ nhiên là các đơn vị tham gia đều muốn giành chiến thắng này, đúng không các bạn? Cho nên là họ phải làm sao để huy động thật là nhiều người trong cộng đồng bình bầu bỏ phiếu cho họ. Plant Nature cũng vậy, mình có giúp cho một lá phiếu. Và lúc đó thì tại vì mình cũng chưa biết là mình có bao nhiêu thiết bị thì mình được bầu bấy nhiêu lần. Nếu mà mình biết cái điều này thì mình cũng đã bầu được thêm 2-3 phiếu nữa rồi ha. Cùng với sự giúp sức của một số người, có rất là nhiều người hâm mộ ở trên mạng, thì cuối cùng sau một cái cuộc chạy đua kịch liệt thì dự án của Plant Nature đã giành chiến thắng. Giải thưởng là 30.000 đô la các bạn. Và mục đích của dự án này là sẽ cùng với các học sinh ở xã Vân Hồ phát tán 45.000 bom hạt. Bom hạt tức là cái hạt giống cây, và mình có bỏ nó vào trong đất để mình tạo thành một cái cục giống như là viên bi vậy đó. Và sau đó thì mình chỉ ném thôi, thì khi mà gặp mưa, điều kiện thuận lợi, đất ẩm thì cây sẽ nảy mầm ha. Và sẽ trồng tiếp thêm là 10.000 cây bản địa đa mục đích để phủ xanh 20 hecta rừng, do Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh Niên ở 6 bản thuộc xã Vân Hồ họ sẽ chủ trì. Trong vòng 5 năm thì dự án hy vọng là 80% hộ gia đình tại xã Vân Hồ sẽ được cải thiện về sinh kế nhờ thu hoạch từ lâm sản ngoài gỗ tại các khu rừng đã được phục hồi trên địa bàn. Phục hồi rừng này không chỉ có lợi cho người dân
mà đến những loài động vật sinh sống trong rừng cũng cảm ơn nữa các bạn ạ. Ở nơi đây là mái nhà của một quần thể vượn đen má trắng đang bị nguy cấp và có thể bị tuyệt chủng nếu như mà tụi nó không được an cư. Vì vậy, bảo vệ rừng thì vượn đen má trắng và các loài động vật khác ở trong rừng sẽ được cái môi trường sống an toàn hơn. Trong quá trình mà phục hồi và trồng lại rừng như thế này thì cộng đồng ở đây sẽ xây dựng hai cái vườn ươm. Ngoài ra thì du khách đến đây theo những cái tour du lịch mà đi và phục hồi rừng, họ sẽ có thể mua giống từ đây để trồng rừng. Đó là một số cái tóm tắt của mình về dự án và mình rất là chúc mừng Pan Nature vì đã có một cái dự án rất là hay và ý nghĩa. Chị có mệt không? Cũng bình thường. Bình thường là một ngày của chị là bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 8 giờ đến 11 giờ. Muộn nhất thì 8 giờ, không thì 6 giờ. Mùa này thì nóng, nắng nóng như thế này thì 6 giờ đi. 6 giờ đi thì 10 giờ về. Còn hôm nào mà mát thì lại đi muộn hơn, 10, 11 giờ. Trước khi tổ chức tập huấn cho chị em phụ nữ thì bên Pan cũng đưa ra đề xuất là trồng một số cây đa mục đích, mà là cây giống cây rừng bản địa ở địa phương, ví dụ như cây dổi với cây chám. Những cây này sau khi mình trồng sẽ thu được cái phi lâm sản ngoài gỗ, như thu được quả để chị em tăng thêm thu nhập cho chị em. Nếu như mà sau này giả sử như là vài tháng tới hoặc là một năm tới chẳng hạn mà chị thấy có người phát nương ở đây thì cái một trong những việc đầu tiên mà chị làm sẽ là gì? Nếu mà trong tháng tới có người phát rừng, đốt rừng thì cái việc đầu tiên là chị sẽ đến gặp trực tiếp các hộ đấy và động viên là không nên phát rừng bừa bãi và đốt rừng nữa. Và thứ hai, nếu mà họ có thể là không nghe hay sự tuyên truyền của chị là chị sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong bản và có thể là kiến nghị đến cấp trên để cùng nhau giải quyết ạ. Không cho các hộ là phát nương, phát rừng bừa bãi nữa ạ.